Với diện tích trên 13.000 ha mặt nước vùng lòng hồ thủy điện, tỉnh Sơn La đã và đang có rất nhiều lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản. Tận dụng những tiềm năng đó, trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương khu vực vùng lòng hồ, gồm các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân nuôi trồng thủy sản. Đây là một ngành nghề mới và bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế đối với người dân vùng lòng hồ. Trước đây gia đình chỉ trồng ngô sắn, hiệu quả kinh tế không cao. Được xã bản đến tuyên truyền nuôi cá lồng, gia đình cũng mạnh dạn nuôi thử. Hơn 2 năm nuôi cá, tôi thấy công việc cũng nhàn, mà cho hiệu quả kinh tế cao hơn làm nông nghiệp. Gia đình tôi cũng đang xem xét mở rộng thêm lồng nuôi cá và nuôi cá có giá trị kinh tế cao hơn để bán cá ra các xã khác. Hiện nay, tỉnh Sơn La có trên 9.540 lồng bè nuôi trồng thủy sản các loại, với sản lượng năm 2018 đạt gần 7.680 tấn, với các loại cá nuôi có chất lượng cao như cá chép, cá lăng, cá chấm đen, cá chấm cỏ, cá rô phi, cá nheo, cá diêu hồng. Để nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phát triển bền vững, thời gian qua tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản tại các huyện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng. Với mục tiêu nâng cao giá trị thủy sản, tăng khả năng tiếp cận và cạnh tranh thị trường, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân tại vùng lòng hồ sông Đà, Sơn La. Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La đã phối hợp với các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La tiến hành xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cá sông Đà Sơn La cho sản phẩm cá lòng hồ sông Đà của tỉnh Sơn La, giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện dự án. Qua khảo sát cho thấy, cá sông Đà Sơn La được nuôi trong môi trường nước sạch tự nhiên, hàm lượng oxy cao, không bị ảnh hưởng bởi nước thải công nghiệp và kim loại nặng. Sử dụng hoàn toàn thức ăn tự nhiên trong quá trình nuôi như cá mương, cá tép dầu, cỏ, lá cây, tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đặc biệt không sử dụng thuốc kháng sinh. Vì vậy, sản phẩm cá sông Đà thịt chắc, thơm và ngọt, có chất lượng và giá trị dinh dưỡng cao, đảm bảo tiêu chuẩn sạch và an toàn. Chúng ta đã biết mỗi một cái thương hiệu thì nó phải có những cái đặc thù riêng. Cá sông Đà Sơn La là cái loại cá được nuôi tại lòng hồ sông Đà của tỉnh Sơn La. Lòng hồ sông Đà của tỉnh Sơn La là một trong những cái lợi thế rất đặc biệt. Cá nuôi ở đây thì có chất lượng tốt và được tổ chức quy mô rất là bài bản. Các hợp tác xã nuôi theo các cái quy trình nuôi đã được các cái cơ quan chức năng của tỉnh như Sở Nông nghiệp để chứng nhận là quy trình kỹ thuật nuôi theo Việt Gáp. Và các cái chất lượng của sản phẩm thì cũng được đánh giá là tương đối tốt. Dự án đã tổ chức các hội thảo xin ý kiến các huyện Quỳnh Nhai, Mường La và Thuận Châu để thống nhất về hệ thống nhận diện và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu đã xây dựng được các chỉ tiêu cảm quan, lý hóa, hệ thống nhận diện cũng như các quy định quản lý, sử dụng, kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận cá sông Đà Sơn La. Đồng thời tiến hành các hoạt động hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đánh giá tiềm năng thị trường cá nước ngọt tại thành phố Sơn La và Hà Nội, thử nghiệm kênh phân phối, theo dõi và đánh giá kênh phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp và các tác nhân kết nối kênh phân phối tiềm năng. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện dự án, ngày 28 tháng 11 năm 2018, sản phẩm cá lòng hồ sông Đà đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 303384 theo quyết định số 85868. Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch năm 2019 huyện Quỳnh Nhai, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá sông Đà Sơn La cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La quản lý. Theo đó, khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm được bảo hộ bao gồm 8 xã của huyện Quỳnh Nhai là Triềng Bằng, Nậm Ét, Mường Sại, Cà Nằng, Triềng Khoang, Mường Giàng, Pá Ma Pha Kinh và Mường Chiên. 2 xã thuộc huyện Thuận Châu là xã Liệp Tè, xã Triềng Ngàm và 7 xã của huyện Mường La là Triềng Lao, Hồ Chai, Nậm Rôn, Pitong, Mường Bú, Mường Chai
và thị trấn Ít Ong. Sản phẩm được bảo hộ là cá tươi sống với 7 loài cá chính là cá chép, cá diêu hồng, cá lăng, cá nheo, cá rô phi, cá chấm cỏ, cá chấm đen. Nhãn hiệu chứng nhận cá sông Đà Sơn La được bảo hộ thành công là cơ hội để sản phẩm cá sông Đà phát triển, tăng hiệu quả kinh tế, từng bước có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Khi mà được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cá sông Đà Sơn La, chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi, để từ đó chúng tôi tự tin hơn trong việc mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm để quảng bá sản phẩm cá sông Đà Sơn La ra thị trường trong và ngoài nước. Nhận thức được việc cần tạo ra các sản phẩm an toàn, tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng. Trong quá trình sản xuất, một số đơn vị đã nuôi theo quy trình Việt Gáp nhằm hướng tới sản phẩm sạch, cung ứng ra thị trường. Để đạt được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cá sông Đà Sơn La, công ty tôi đã thực hiện tốt các khâu về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy trình nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, như là chọn con giống khỏe và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, môi trường nước phải đảm bảo, các yếu tố về vi sinh học, hóa học không bị ô nhiễm, về thức ăn, về đảm bảo về chất lượng và được cơ quan chức năng công nhận, và tuyệt đối không với sử dụng thuốc cấm trong nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình nuôi, chúng tôi phải có sổ nhật ký ghi chép rõ ràng. Qua đó, theo các tiêu chí trên, công ty chúng tôi đã đưa ra thị trường những con cá sạch và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến với người tiêu dùng. Hiện nay là hợp tác xã của tôi thì có 12 thành viên, trong đó là có 147 đồng cá tiêu, và hiện nay thì có nuôi cá, có 5 loại cá nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trước đây là chưa được sự quan tâm của Đảng Nhà nước, thì chưa được tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm, hai nữa là chưa có được tập huấn. Bà con nuôi theo cái truyền thống thì hiệu quả không được cao. Hiện nay giờ thì được Đảng Nhà nước quan tâm, có nhiều lần tập huấn mà cũng được tham dự nhiều lần tham quan học hỏi kinh nghiệm các huyện khác mà xã các tỉnh khác, thì đến giờ phút này thì bà con của hợp tác xã rất là về kinh tế được ổn định. Để tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu cá sông Đà Sơn La, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện mở rộng vùng nuôi, xây dựng liên kết theo chuỗi, chế biến tiêu thụ sản phẩm, tuyên truyền vận động người dân và các hợp tác xã về lợi ích của nuôi cá sông Đà Sơn La theo chuỗi giá trị, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và quản lý chất lượng sản phẩm, để người dân và các hợp tác xã thực sự tham gia chuỗi giá trị sản xuất cá sông Đà Sơn La. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ, kết hợp nuôi cá với du lịch lòng hồ, thông qua đó đưa sản phẩm cá lòng hồ sông Đà Sơn La đến gần hơn với người tiêu dùng.